Thưa quý vị, Long An, vị trí cửa ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh, là nơi nối liền các tỉnh miền Tây, một địa phương đang được nhiều chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển. Song song đó, cơn sốt bất động sản nơi đây cũng nhộn nhịp theo sự tăng trưởng đó. Những khu vực trước đây là đồng ruộng thì giờ đây đã được phân lô bán nền. Các khu vực sôi động nằm ở các huyện như Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đức. Một dự án điển hình đang nằm trên trục đường chính quốc lộ 50 tại huyện Cần Đức, tỉnh Long An. 710 nền đất với quy mô 11 hecta đang được rao bán nhộn nhịp với hàng chục nhân viên tư vấn đứng khắp nơi trong dự án. Các nhân viên này cho hay, dự án ở đây hạ tầng còn ngổn ngang nhưng các vị trí đẹp đều đã bán hết. Bây giờ chỉ còn những khu vực bên trong sâu, mỗi nền có diện tích từ 70m² trở lên. Ở trong này là 10 triệu một mét chị, ngoài này là 15 triệu, mặt tiền là 16 triệu. Công viên nữa, thay đổi một tí. Em mới được nhận thông báo hồi sáng luôn, là cái sơ đồ cũ đó không cho xài nữa. Ngoài ra, bản giới thiệu là khu trung tâm thương mại dịch vụ, hành chính. Nhưng thực tế, nơi đây 100% là đất nền cho khu dân cư. Nhân viên còn liên tục tư vấn mức giá khá cạnh tranh, khó có dự án nào trên địa bàn có được và nhiều quà tặng hấp dẫn. Chị thanh toán nếu mà 9-8% luôn là chiết khấu nó cao nhất. Chị nó là 19%. Và là thêm 200.000 trên 1 mét vuông nữa. Thanh toán 75% thì được gì? Có được chiết khấu không? Dạ vẫn được, là chiết khấu được 5%. Không chỉ vậy, các môi giới chào mời cả những khu vực mà thậm chí còn chưa xin được giấy phép, chưa xem lấp mặt bằng. Là bên em mới đăng ký cái tin đó, có thể là chỉ chỗ được. Như bên em cam kết đó là 12-14 triệu một mét vuông. Là nếu như bây giờ trong hợp đồng mình cam kết là tới ngày mà chính thức giấy phép rồi ông bán á, là khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu mà trong nằm trong khung đó là mình mua. Còn nếu như thấp hơn thì bên em có điều kiện lấy lại thấy không.